ơn xin chào các bạn. Hiện tại mình đang ở địa chỉ là 134 Trần Phú, phường 4, quận 5. Nơi đây đang xây dựng cửa hàng FPS Samsung thuộc Bình Long Mobile. Để xem thử không gian bên trong như thế nào nha. Nhìn không gian bên ngoài thì các bạn cũng có thể đoán được là cửa hàng này đang xây dựng. Nên là mình muốn giới thiệu sơ qua cho các bạn biết trước, Bình Long Mobile chúng mình đang xây dựng một cửa hàng riêng để trưng bày các sản phẩm chính hãng của Samsung. Theo chân mình để biết thử bên trong đang xây dựng như thế nào nhé. Không gian này thì mình cảm thấy nó rất là khác biệt, tại vì nó là một cửa hàng chuyên bán các sản phẩm chính hãng của Samsung thôi, nhưng mà nó vẫn thuộc Bạch Long Mobile. Và đây là một dự định ấp ủ lâu rồi của Bạch Long. Mà khi xây dựng cái cửa hàng này xong thì mình nghĩ là đây sẽ là nơi dành riêng cho những bạn Samsung fan đích thực. Một điều hay ho các bạn biết không, là cửa hàng này nó kế bên Bạch Long Mobile của tụi mình và kế bên là Bạch Long Care nữa. Nên khi bạn đến đây mua các sản phẩm của Samsung, có thể ghé ngay Bạch Long Mobile để tham khảo những sản phẩm mới nhất, kèm theo đó là ghé ngay Bạch Long Care để sửa chữa điện thoại luôn. Và bây giờ hãy cùng mình xem thử là ở những vị trí này sẽ trưng bày những gì, cũng như là cửa hàng này nó sẽ hoạt động như thế nào nhé. Khi chúng ta bước vào cửa hàng thì đầu tiên đập vào mắt chúng ta đó chính là một khu trưng bày các sản phẩm mới nhất của Samsung. Tiếp đó nữa là bên này sẽ trưng bày các phụ kiện nè, cũng như là cũng là các sản phẩm mới nhất như là điện thoại nè, hoặc là máy tính bảng chẳng hạn. Tiếp theo nữa là ở khu vực này chúng ta sẽ là nơi dành cho các bạn chuyên viên tư vấn các sản phẩm mới nhất của Samsung. Còn đây là một khu vực mình cảm thấy rất là đẹp và sang trọng, đó chính là nơi thanh toán. Nhìn chung là nó khá đơn giản và không có gì cầu kỳ, nhưng mà mình cảm thấy đây thực sự là một điều rất là khác biệt của Bạch Long Mobile từ trước tới giờ. Tại vì đây là nơi dành riêng cho các bạn Samsung fan đích thực để ghé mua những sản phẩm của Samsung. Và khoảng thời gian sắp tới thì cửa hàng sẽ được hoàn thiện 100%, kèm theo đó là sẽ trưng bày những sản phẩm mới nhất của Samsung. Và nếu bạn là Samsung fan cũng như là những người yêu thích Bạch Long Mobile, hãy ghé cửa hàng mới nhất này của chúng mình để ủng hộ nhé.